Hello, xin chào mọi người ha, và chào mọi người tới với chương trình đi tìm cổ phiếu. Và cái cổ phiếu hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đó chính là cổ phiếu Hòa Phát. Thì Hòa Phát thời gian vừa rồi là một trong những cái thời gian mà Hòa Phát downtrend khá là lâu. Và tại sao em đặt cái tiêu đề là đầu tư vào cổ phiếu Hòa Phát lại khó lỗ? Thì hôm nay em sẽ phân tích bởi các cái chi tiết mà em đã trình bày sẵn để cho mọi người hiểu là với Hòa Phát, với một cái doanh nghiệp mà có cái nội tại tốt như vậy, thì thật ra là nếu như mình vào đúng điểm thì Hòa Phát rất là khó lỗ, còn nếu như mình vào sai điểm như giai đoạn vừa rồi thì chắc chắn là mình lỗ rồi. Thì hôm nay em sẽ vào cái chi tiết để phân tích cho mọi người tại sao ha. Rồi, với Hòa Phát thì chúng ta sẽ tách ra làm hai ý. Đầu tiên là về cái kiểm soát về nguồn nguyên liệu đầu vào, và cái thứ hai là cái thị trường phân phối. Thì với cái việc là một trong những cái công ty sản xuất thép HRC lớn nhất Việt Nam, thì Hòa Phát cũng là cái công ty mà đặt có luôn một cái mỏ nguyên liệu đầu vào ở Úc. Úc thì nổi tiếng là một trong những cái đất nước xuất khẩu quặng sắt lớn nhất trên thế giới. Thì cái nước mà nhập nhiều nhất của Úc đó chính là Trung Quốc nha. Mọi người cứ để ý là hầu hết những cái nguyên liệu nào quan trọng và có thể trữ được thì Trung Quốc đều là những cái đều mua và đều về và trữ rất là lớn, và gần như là người ta kiểm soát gần hết các cái chuỗi cung ứng trên toàn cầu, không chỉ là quặng sắt đâu mọi người, kể cả đồng, kể cả niken. Đó là lý do tại sao Trung Quốc người ta xây những cái nhà máy binh điện ở bên Indo là như vậy mọi người. Tại vì Indo là một trong những cái nước mà có cái mỏ niken gần như là lớn nhất thế giới. Cái việc mà Hòa Phát có luôn được một cái mỏ nè, quặng sắt tại Úc nè, thì phần nào đã giúp cho Hòa Phát lợi thế hơn các công ty khác về cái phần tính toán giá cả. Tại vì mọi người phải hiểu, mọi người đặt và mọi người khai thác luôn ngay tại cái vùng đó, thì có những cái chuyện gì xảy ra ở tại cái khu vực khai thác ấy, thì mọi người có thể ứng biến liền và mọi người có thể căng cái giá để mọi người xuất nhập và xuất đi ha. Tại vì khai thác quặng sắt thì nó cũng có nhiều vấn đề xung quanh về vấn đề dân cư lắm, lâu lâu người ta có đình công và thời tiết nữa. Vì vậy nếu mà tại có luôn cái mỏ quặng tại đó thì người ta sẽ xử lý được những cái vấn đề xung quanh có thể là làm ảnh hưởng tới giá, từ đó người ta tối ưu được cái phần nhập về ha. Rồi, đó là riêng về cái việc Hòa Phát đang kiểm soát chuỗi cung ứng như thế nào. Và Hòa Phát là một trong những công ty làm khá là bài bản về cái việc này nha. Người ta có một cái công ty hình như là head bên Singapore để mà căng cái thời gian nhập về hoặc là xuất đi. Cái head đây mọi người có hiểu đơn giản là người ta sẽ có một bộ phận để kiểm soát được cái việc là khi nào nhập và khi nào xuất, và người ta tính toán được giá cả của các cái thời điểm đó. Cái này, cái nghiệp vụ này ở Việt Nam thì khá là ít, đa phần là sẽ phát triển nhiều ở Trung Quốc hoặc là Singapore. Cái thứ hai là về cái thị phần ở trong nước và cả quốc tế. Thời điểm vừa rồi thì mọi người biết, em cũng đã chia sẻ nhiều với mọi người về Hòa Phát là tại sao có thể Hòa Phát có thể giảm sâu tới như vậy. Không phải là Hòa Phát không bán được hàng, mà là căn bản Hòa Phát đợt vừa rồi dính khá là nặng về các cái việc chống bán phá giá ở Mỹ và ở Canada ha. Đây là một trong những cái tin khá là xấu với công ty. Tại vì phần nào nó cũng làm bồ giảm một phần lợi nhuận thôi. Tại vì Hòa Phát không chỉ tập trung ở Canada hoặc là Mỹ, mà còn ở Nhật Bản và Hàn Quốc nữa. Nên cái phân tán về cái xuất khẩu nó cũng chưa ảnh hưởng mấy. Đa phần là nó ảnh hưởng về cái mặt giá cả cổ phiếu thôi, chứ thật ra là ngay trong nước nè mọi người nè, ngay trong nước Hòa Phát người ta vẫn còn lực rất là mạnh. Tại vì nếu tính về cái nguồn cung thì cả Hòa Phát và Formosa là hai công ty sản xuất thép cuộn nóng HRC của Việt Nam á, thì mới chỉ đáp ứng khoảng đâu đó tầm 3.3 triệu tấn một năm thôi, mà Việt Nam đâu đó dao động một năm có thể tiêu thụ khoảng 10 đến 12 triệu tấn thép HRC cuộn nóng, và phần còn lại phải nhập nhiều từ Trung Quốc. Thì mọi người hiểu là cái thị phần nó còn rất là lớn, không phải là cái hàng Trung Quốc nó vào mà thép Hòa Phát bán không được. Nếu mà bán không được á thì đã có Bộ Công Thương can thiệp về cái phần chống bán phá giá rồi, và hiện tại cũng đang có triển khai cái việc đó rồi. Nhưng cái căn bản là sao mọi người, thép Trung Quốc thật sự là cái chất lượng và cái giá cả người ta rẻ hơn mình nha, rẻ hơn tại vì các cái nhà máy sản xuất thép của người ta đã có được hàng mấy chục năm rồi, và quan trọng nhất là chi phí khấu hao của người ta đã chi khấu hao hết rồi mọi người, nên kinh phí rất là rẻ, mà chưa nói là cái chất lượng của người ta nữa. Nên vì vậy là cái thép Trung Quốc người ta đang đang chiếm thị phần nhiều là như vậy. À, kể cả Hòa Phát cũng nhập thép Hòa Phát thép của Trung Quốc về bán lại mà. Tại vì nguồn căn bản là nguồn cung trong nước không đủ. Đây, mọi người thấy nè. Nói năm vừa rồi là năm khó khăn của thị trường bất động sản, nhưng mà thật ra là vẫn có triển khai các dự án như bình thường. Chỉ chẳng qua là nó không sôi động ở các cái vùng tỉnh như năm trước thôi. Như là năm thời điểm năm 2021 hoặc là năm 2022 á, cái dự án trọng điểm người ta vẫn triển khai và thép nó vẫn bán như thường đó mọi người.
Ở đây là cái bảng biểu công suất cho mọi người thấy này. Dù Formosa và Hòa Phát có bơm mặn thì đâu đó cũng chỉ đáp ứng khoảng 60% vào giữa năm 2024 thôi, và còn 40% nữa. Đây là một thị phần rất là lớn cho hai công ty thép của Việt Nam, đặc biệt là Hòa Phát, vì căn bản là cái nguồn thép HRC trong nước đang rất là thiếu. Muốn sản xuất lớn tới như vậy, muốn scale ra để mà sản xuất, để mà đáp ứng, nó không phải là chuyện đơn giản nha mọi người. Hòa Phát, và ở đây có cái biểu đồ nè, người thấy nè, Hòa Phát và cả Formosa cộng lại mới chỉ được 30% thôi, mà mở mắt công suất đâu đó chỉ cũng lên tới khoảng 60%, là còn 40% nữa. Tại vì mình không sản xuất được nên mình mới phải mua Trung Quốc qua, tại vì Trung Quốc thứ nhất là gần, thứ hai là chỉ số người ta rẻ. Đó là lý do tại sao mà thép của Trung Quốc lại chiếm tới 70% của Việt Nam. Rồi còn cái vấn đề ở đây là gì? Đây mọi người thấy nè, em nói mọi người nè, 2024, 2023 là một trong những cái năm khó khăn nhất của thị trường bất động sản. Nhưng mọi người thấy nè, sản lượng tiêu thụ HRC của nội địa đâu có giảm đâu mọi người, là đang thấy cái hoạt động kinh doanh không có xấu. Nhưng cái căn bản là các cái đợt tin tức vừa rồi, nó làm đợt tin tức vừa rồi của Canada cũng như là các nước Bắc Mỹ áp cái châu thuế chống phá giá lên HBG nên làm thì giá cổ phiếu giảm thôi. Nhưng thật ra đây vẫn chưa là một cái ảnh hưởng nhiều với về mặt kinh doanh ha. Thì mọi người ở đây bây giờ qua tới phần phân tích kỹ thuật thì mọi người thấy nè, Hòa Phát ấy, hiện tại chỉ có ở ngày ấy, là thể hiện một cái xu hướng giảm rõ rệt, còn ở xu hướng tuần và xu hướng tháng ấy, không có cho bất kỳ một cái điểm cụ thể nào ha, không có cho một cái điểm cụ thể nào hết, không có cho rõ ràng một xu hướng nào hết. Đây, mình thấy nè, không có một xu hướng rõ ràng nào ở đây, nhưng mà cái căn bản là Hòa Phát vẫn đang được hỗ trợ tại cái vùng thềm đâu đó tầm 24, thì khả năng là đâu đó khoảng, nếu mà một tháng nữa Hòa Phát này, khả năng cao nếu trong vòng một tháng nữa, đầu tháng 10 đi, khoảng đầu tháng 10 thì khả năng cao Hòa Phát sẽ có được cái cơ hội để mà bật tăng ha. Tại vì nếu mà tới vùng này á, thì thật sự là Hòa Phát trong vòng giữa tháng 10 luôn nha, có thể là trong vòng giữa tháng 10 hoặc cuối tháng 10 luôn, Hòa Phát vẫn giữ được cái vùng đệm giá ở trên 23, khả năng cao là trên 23, và sắp tới Hòa Phát còn có khả năng là lên quay đầu trở lại về đâu đó gần 26.7, 26.6. Bây giờ cái mà Hòa Phát cần á là cần một cái thềm tích lũy lại, chứ không phải là một cái đợt tăng trưởng quá mạnh nữa. Thì bây giờ mọi người thấy, bây giờ là cái hàng xuất khẩu thì chúng ta đang bị chống bán phá giá rồi thì không cần nói, nhưng mà bây giờ ở trong nước á, ở cái thị phần trong nước thì mọi người hiểu là Hòa Phát từ đây tới Việt Nam là mọi người thấy những cái hoạt động về hạ lãi suất đang dần xuất hiện, và cái quan trọng nhất là các cái chạy chỉ tiêu tín dụng của ngân hàng hiện tại ở hầu hết ngân hàng vẫn còn khá là lớn. Vì vậy từ đây tới cuối năm thì khả năng cao người ta sẽ giảm cái lãi suất cho vay xuống để mà đẩy được cái lượng tiền ra thị trường ha. Từ đó những cái hoạt động mua bán cũng như xây dựng nó sẽ sôi nổi hơn, và Hòa Phát cũng sẽ là một trong những mã cổ phiếu. Và tại sao nói thời gian tới là khó lỗ là nguyên nhân là do như vậy, là do dòng tiền có khả năng thời gian tới sẽ được bơm ra lại, vì vậy Hòa Phát cũng sẽ được hưởng theo cái dòng xu hướng đó ha. Đặc biệt mọi người vừa thấy là vừa rồi cái đợt vừa rồi ngân hàng chạy khá là mạnh, cũng một phần là do tin đó ha. Mọi người lưu ý là với Hòa Phát là cái đó là cái câu chuyện mà khó lỗ là nó có thông tin và thật sự là nó có nội lực để nó làm được cái việc đó, chứ không phải là không. Với cái việc mà Hòa Phát bây giờ đã giảm xuống còn mức giá 25 ấy, thì đây là cái một mức giá mà chúng ta đang nên bắt đầu phải quan sát rồi. Khả năng cao là sẽ tạo cái thềm nha. Bây giờ là Hòa Phát không có tăng trưởng quá mạnh trong thời gian tới rồi mọi người. Những ngày là gì về Hòa Phát ấy, thì mọi người em kỳ vọng, riêng em kỳ vọng Hòa Phát sẽ tiếp tục tích lũy đâu đó tầm tại cái vùng 25.3 tới 25.4, có thể dao động lên tới vùng 27 để tạo thành một vùng nền mới để Hòa Phát tăng trưởng lại ha. Chứ bây giờ mà chúng ta đợi Hòa Phát mà về lại tầm 24 để mà mua vào thì khó, thật sự khó. Nhưng cái thời điểm này á thì cũng đang có khả năng, nhưng mà khả năng cao là sẽ tích lũy lại thành một vùng thềm mới để từ đó tăng trưởng thôi. Chứ Hòa Phát gần như nha, hầu hết thì không không có một cái kháng cự nào quá lớn để Hòa Phát có không thể vượt qua, nên chúng ta cần ở thời điểm này là quan sát để Hòa Phát tạo thành một cái vùng thêm, chứ chưa nên giao dịch thời điểm hiện tại. Em nói khó lỗ ở đây là sao? Tại vì bây giờ nó đang ở trong cái vùng có thể nói là giữ giá, vào không có tối ưu nhưng mà cũng cũng lấp lửng, sẽ làm cho mọi người hơi khó chịu đoạn này. Nên vì vậy cái phương án với Hòa Phát thời điểm này á, là mọi người cứ quan sát để cho nó đầu, phải em nghĩ nó mà đẹp thì hãy để cho Hòa Phát tích lũy khoảng hết tháng 10 để tạo thành một cái nền. Và nếu như cái nền đó đủ chắc và có khả năng breakout trong thời gian tới thì em sẽ cập nhật cho mọi người ở trong cái đường link Zalo ở dưới phần bình luận ha.
hoặc là mọi người có thể kết bạn Zalo với em ở dưới số Zalo thì em để dưới phần bình luận luôn. Em sẽ hỗ trợ mọi người một một về cái deal Hòa Phát sắp tới ha. Chốt lại với Hòa Phát, Hòa Phát cần một khoảng thời gian để tích lũy, thì đâu đó hãy để cho nó tầm một tháng để có thể tạo thành một vùng thềm mới. Chứ bây giờ mà mọi người kỳ vọng Hòa Phát muốn tăng trưởng liền thì rất là khó, tăng trưởng liền rất là khó, vì Hòa Phát bây giờ cần một vùng thềm để có thể tạo được cái nền, sau đó là bật tăng trở lại ha. Video tới đây là hết, thì cảm ơn mọi người đã coi video. Nếu như mọi người thích video này thì mọi người nhớ like và share và để lại những câu hỏi còn thắc mắc về cái cổ phiếu Hòa Phát, tại sao thời điểm này lại mua khó lỗ ha. Rồi, chào tạm biệt mọi người và hẹn mọi người vào tập sau của đi tìm cổ phiếu.